thưa tất cả quý vị, vậy là cô gái ở ô số 4 đã phải chia tay với chương trình. Nhưng không sao, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo được mang tên Đi Tiền Tần Số. Và đến với vòng 2 này thì chúng ta sẽ được khám phá bên trong của chiếc điện thoại ba cô gái ngày hôm nay, để xem qua đó chúng ta hiểu được hơn về tính cách của ba cô gái như thế nào nhé. Xin mời. Xin mời ban cố vấn, chúng ta có thể giúp hai chàng trai này bật mở thêm nhiều cái gợi ý bên trong được không ạ? Cái số 1 cho anh hỏi, cái hình đó là em chụp hay ai chụp cái hình nền của em á? Bức ảnh này là do em chụp trong một lần là em đi du lịch Đà Nẵng ạ. Em ngồi ở bán đảo Sơn Trà hả? Đây là ở trên đèo Hải Vân anh ạ. Nhưng mà em chụp rồi, cái điện thoại trên bàn là của ai? Điện thoại trên bàn là của bạn em ạ. Bạn em lấy nó ra để nhìn cho nó ảo ấy. Em uống cà phê đen luôn á hả? Dạ không ạ, đây là bạn em uống đấy ạ. Bạn em là con trai hay con gái? Dạ bạn em là con gái anh ạ. Con gái uống cà phê đen. Mạnh mẽ. Tính cách của bạn ấy rất là mạnh mẽ ạ. Thì thực ra là hôm ý là hai đứa rủ nhau là bảo là ở trên đèo Hải Vân thì có quán cà phê ấy. Thì là bọn em mới thuê xe máy và phi lên trên này. Thì em thích cái bức ảnh này quá nên là em lưu lại để nhắc nhở em là vào cuộc sống luôn luôn rất là tươi đẹp ấy. Thì mình luôn phải trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ạ. Trời ơi, câu nói cuối cùng dễ thương quá. Cho anh coi hình đi. Hình của em thì lướt qua nhanh. Gia đình em có mấy người em số 1? Gia đình em thì có 4 người ạ, là có bố mẹ và anh trai em ạ. Em bé đó là ai vậy? Em bé này là con của chú em ạ. Em gái, em có biết nấu ăn không? Em thì biết sơ sơ ạ, đây ạ. Có ảnh em nấu ăn đấy ạ, thì em chủ yếu là thích lưu lại những cái khoảnh khắc mà mình nấu ăn để mình xem và mình cảm thấy là động lực cho mình mỗi lần mình lười nấu ăn á. Trinh có thể coi note của bạn được không? Cái phần ghi chú á. Cái phần ghi chú á, bạn số 1 ơi. Bún bò Huế nghĩa là mình lưu lại cái địa chỉ ăn mình thích đúng không? Dạ vâng ạ. Những địa chỉ ăn ăn hàng ngon. Có cơm gà xá xíu nữa kìa. Rồi. Sinh tố tao đàn. Rồi, nếu mà chọn câu này là các bạn sẽ có được những địa chỉ ăn rất là ngon để hai đứa cùng đi ăn với nhau. Rồi, em thoát ra đi cho chị coi mấy cái trên được không? Bánh canh cô Dung rồi Tùng. Những điều yêu thích khi là một người gì đó. Phụ nữ. Cái này thực ra là em đọc một cuốn sách thì cuốn sách ấy bảo là mình là một người phụ nữ thì mình nên luôn cảm nhận những cái giá trị trong con người mình, và để mình mỗi lần mình cảm thấy stress ấy ạ, sau mỗi lần đi làm vất vả về thì mình cảm nhận vào bên trong của mình và cảm thấy hạnh phúc với mình ạ. Chọn có đoạn số 2 đi. Rồi, số 2. Em ơi, nãy thấy em đưa hình ảnh đồ ra đó, cho chị coi hình đi. Thiếu Nhi không à? Thiếu Nhi là gì của em vậy? Cô học sinh. Mấy bạn học sinh ở trong mầm non mà. Không, nhiều khi có một cái giáo mầm non, giáo mầm non mà. Mầm non luôn. Trời, cưng quá. Đứa nào cưng quá là em ghi hình lại hả cưng? Hay là những học sinh cá biệt? Dạ không, là cháu của em á. Cháu em. Đó là có thể là cháu chứ không phải là học sinh không? Trời, cho coi đứa cháu mà cận mặt này đi em. Đang cưng ngoài kìa, cùng nè. Ở cùng bên trái. Ở trên á. Trời ơi, nuôi khéo quá. Trời, hai cái má đựng đã. Rồi, bây giờ mình muốn xem gì nữa không ạ? Báo thức đi em, thức. Cô giáo dậy mấy giờ? 7 giờ sáng, mỗi ngày. 3 giờ sáng dậy làm gì em? Dậy chuẩn bị đồ, 7 giờ đi làm. Nhiều khi có công việc đột xuất nên em bấm vậy thôi. Nhiều khi cũng qua rồi, cũng qua lâu rồi á. Mấy giờ là em đi dậy hàng ngày là mấy giờ? Dạ, 6 giờ là em dậy rồi. Mà em để đồng hồ 7 giờ. Em cho anh coi cuộc gọi gần đây đi. Rồi kéo lên từ từ. Kéo đi, Nữa, kéo đi em. 1:30. Cứ kéo đi. Đẩy lên em, lướt đi. Em dạy học được bao nhiêu năm rồi? Như là em không có thói quen lưu danh bạ đúng không? Số thấy toàn là số không à? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo bạn số 3. Bạn cố vấn muốn xem gì ạ? Vô YouTube đi em. Nhiều khi ngay coi. Dạ, vô history nằm dưới nè. Em từ từ coi. Diệt Hương kìa. Diệt Hương kìa. Diệt Hương già vàng ban cố vấn. Cái gì body sắp. Tần số tình yêu đó. Rồi tới luôn đó. Tới từ tới. Em muốn anh đưa em về trái tim. Bạn này thích Hàn Quốc, thích nhạc coi Hàn Quốc. Hàn Quốc quá trời. Nhạc Hàn Quốc nè, rồi phim những kiếm cái hiệp. Chương trình hài. Tân bản phong thần, thích xem phim. Em bây giờ là vô
tin nhắn đi, tin nhắn với ai gần đây nhất? Toàn là tổng đài nhắn thôi. Rồi. Rồi Hải Đăng ơi, có câu hỏi đặt với em bé này không Hải Đăng? Rồi lướt lướt nào, có ảnh em thì em lướt qua nha bé. Toàn đồ ăn. Đồ bạn ăn thích, không? Thích ăn uống lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Thích ăn hàng nè, trà sữa nè. Em có nuôi chó hả? Dạ có. Chó bự quá kìa. Ôi con chó của em tên gì? Dạ nó tên Bắp. Ôi dễ thương. Bắp hả? Em có biết nấu ăn không? Dạ có, em biết nấu mấy món đơn giản. À, bạn có tâm hồn khá là ăn uống mà em nghĩ khá hợp gu với em. À đó. À, bạn thích ăn món gì nhất? À, mình không có cái món nào mà là chính hết trơn á, món nào cứ ăn được là mình ăn. Ba bức hình selfie thấy rõ nét lắm. Đó. Đó. Quá giờ nét luôn à. Ý con bé số 1 có cái cầm tay cưng đó rồi. Đổ rồi nào. Cầm lẹm. Cầm dễ thương. Cầm vi lai đó. Bạn số 2 có cái mục rùi cũng dễ thương. Cái ban tổ chức này hay ha. Chụp vậy mà cũng chụp được nữa. Số 3 có cái môi đây cưng quá giống giống chị ấy, em. Môi dưới vậy hay môi trên á? Là môi dảnh hả? Môi chè. Môi đẹp quá. Môi chè ai dễ thương. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh hết. Rồi giờ bé, sao đây? Bé số 2 có cái mục rùi sẵn luôn hả? Mục rùi ngay môi. Chị có mục rùi có duyên quá. Nói chung ơi, ai cũng dễ thương. Ba tấm hình xuất sắc. Muốn chưa xỉu rồi. Chương trình nào mà chụp hình muốn rõ xỉu. Nét chương trình này. Bây giờ như vậy, suy nghĩ cho kỹ nha. Để mình có cơ hội tìm hiểu phần sau nữa. Nhưng mà phần cuối của chương trình thì các bạn sẽ không được quyền quyết định, mà chính các cô gái các bạn lựa chọn sẽ gọi điện thoại ngược lại cho các bạn để xem các cô gái có đồng ý hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giây lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Các bạn đã cùng quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ nè, trước khi hai bạn ở đây lựa chọn thì Minh Xù hy vọng rằng là ba bạn nữ phía trên, chúng ta sẽ nói ra mỗi người một câu nữa để thuyết phục. Bởi vì bây giờ quyền lựa chọn vẫn là các bạn trai ở đây. Xin mời bạn số 1. Thực ra thì cho dù là hai anh chọn ai thì em cũng tôn trọng quyết định của hai anh ạ. Rồi bạn số 2. Bạn số 2. Em hy vọng là sau chương trình thì qua chương trình thì em sẽ tìm được một nửa kia để nắm tay em đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng mà nếu như không có duyên thì em cũng hy vọng rằng là hai cô gái ở đây và hai chàng trai sẽ tìm được một nửa rất là phù hợp ạ. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Số 3. Đến tới chương trình này thì mình cũng muốn tìm được một nửa kia của mình để san sẻ những chuyện vui buồn cùng nhau, tìm hiểu những cái tính cách chung của hai đứa. Thêm một cái nữa là nếu mà bạn chọn mình á, mọi chuyện nấu ăn thì bạn không sợ bị đói. À, lo về cái bao tử cho hai bạn cũng như là chọn cô ấy. Rồi. Thì bây giờ hai chàng trai của chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Mình cảm thấy ấn tượng với bạn nữ nào ngày hôm nay? Tùng. Có quyền thay đổi nha. Em lại thì lại vừa nãy xem cái hình đó là em lại thích cô số 3. Quá. Hay, anh này hay, thích thay đổi. Có quyền. Vậy có thì quyền, bây giờ không có quyền. Quyết định của bạn là? Bạn ấn tượng với cô gái nào? Nhưng mà từ lúc đầu em đã nói rồi đúng không ạ? Em vẫn quyết định giữ quan điểm của mình, số 2. Chắc chưa? Sao nói nhẹ quá vậy? Nói mạnh lên em. Nào, 1, 2, 3. Em ấn tượng với ô số 2. Số 2, chúc mừng bạn. Còn Đăng thì sao? Đối với em thì bạn số 1 thì cá tính rất là mạnh mẽ. Cá tính mạnh mẽ thì không hợp gu với mình. Còn bài số 2 thì mình làm cô giáo thì cũng không thích hợp với cái nghề của mình luôn. Nhưng mà bài số 3 thì mình vẫn kiên quyết là bạn cười rất là dễ thương và có một cái khuôn mặt rất là góc cạnh, nên mình sẽ ấn tượng, mình rất là ấn tượng với bạn số 3. Chúc mừng bạn số 3, bạn được ở lại
Và hai bạn cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về hai cô gái này ở vòng trong. Bây giờ thì xin mời hai bạn bước lên sân khấu, quay mặt lại đây để chúng ta đến với ba bức ảnh thật của ba cô gái ngày hôm nay. Xin mời. Mình lên sân khấu đi ạ. Ở dưới đây chúng tôi có như thế nào thì các bạn cũng đừng xoay lưng lại nhé. Và bây giờ sẽ là bức ảnh thật của ba cô gái ở phía trên. Xin mời. Wow. Bạn số 1 như thế nào ạ? Số 2. Số 3. Một tràng pháo tay, cảm ơn ba bức hình. Xin được mời ba bức hình chúng ta tắt đi và mời hai anh trai quay lại đây ạ. Hiện hình ra nghe ở đây hò reo cổ vũ kinh khủng khiếp, thấy làm sao? Cái ô số 3 của mình á, em thấy khá là tò mò luôn. Tò mò, còn Tùng? Em còn tò mò hơn nữa. Tò mò hơn hả? Thôi giờ vậy, để giải tỏa sự tò mò này, dạ xin mời ô số 1 bước ra sân khấu. Yeah. Em là cô gái thích khám phá, thích mạo hiểm. Nhiều người lần đầu tiên gặp em luôn cho là em là cô gái khó hiểu và không phải là bến đỗ an toàn. Nhưng anh ơi, ai cũng có thanh xuân và em muốn tô vẽ thêm nhiều màu sắc cho thanh xuân của bản thân em trước khi anh xuất hiện. Với em, anh giống như món quà mà tạo hóa đã để dành sẵn và đúng thời điểm sẽ trao anh cho em. Kính thưa quan viên hai họ, thì ngày hôm nay tuy không được chọn nhưng cô ấy cũng có tôi rồi. Em ơi, nào. Trời ơi, đàn ông quá. Anh phải nói là rất là tiếc khi em phải dừng lại với chương trình Tần Suất Tình Yêu. Nhưng mà hồi nãy giờ mình được trò chuyện nè, được lắng nghe sự đóng góp của ban cố vấn rồi hai chàng trai ở đây nữa. Thì cảm giác của em như thế nào? Thực ra thì cảm giác của em ngồi trong ý thì rất là hồi hộp ạ. Thì nhiều lúc là muốn thả thính hai anh lắm nhưng mà cảm giác hồi hộp quá không nói nên lời ạ. Thích luôn cả hai anh hả em? À không ạ, em thì ấn tượng với anh Tùng ạ. Anh Tùng là anh nào? Đó, chưa gì hết. Giới thiệu luôn rồi. Vì sao em lại ấn tượng với anh Tùng? Thực ra là tại vì nghe tiếng miền Bắc ấy ạ. Thì em cảm thấy là tại vì là lúc đầu thì cái châm ngôn của em là yêu Hà Nội thích Sài Gòn ấy ạ. Thì cảm giác là nghe tiếng miền Bắc mình thấy tự nhiên yêu đấy ạ. Vậy hả? Vậy dạ. Yêu bao nhiêu mối tình rồi? Em là trải qua một mối tình ạ. Một mối tình? Dạ vâng ạ. Bao nhiêu lâu? Chắc tầm nửa năm anh ạ. Sao ít vậy? Thực ra thì là mới yêu một thời gian ngắn thì nó chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Nhận đầu mà. Đồng ơi, dạ. Khi em gặp mặt bạn số 1 thì cảm giác em như thế nào? Anh xin lỗi em. Thực sự là giống như em nói thì anh cũng cảm ơn em đã có ấn tượng với anh. Nhưng mà em thực sự là rất là xinh. Thì anh cũng chúc em trong khi không, mặc dù hai anh không chọn, nhưng mà chúc em vì sẽ tìm được một nửa kia của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Một tràng pháo tay, cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Chào bạn nhé. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21:40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.